Phần media tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn trận kèo giữa hai cặp đôi Minh Phước phía xa màn hình. Thủ cầu ra ngoài, phía gần màn hình là Hiệp Quyết. Tỷ số hiện tại đang là 3-3. Đập cầu đến từ Phước. Như vậy là cầu trong sân. Điểm cho Hiệp Quyết 4-3. Đập cầu đến từ Hiệp. Tiếp tục là nhảy đập. Rất tiếc là đập cầu vào lưới rồi. Điểm cho Quyết. Điểm cho Minh Phước. Phước mặc áo đen. Minh phát cầu. Đập không? Không rồi. Một pha năn lưới, cầu lăn lưới. Có pha cầu lăn lưới may mắn cho cặp đôi Minh Phước. Ngay sau đó thì Đình Hiệp đánh cầu không qua lưới. Điểm cho Minh Phước 6-4. Cầu vẫn trong sân. Nhảy đập. Và cầu thứ hai nhảy đập không qua lưới đến từ Đình Hiệp. Điểm cho Minh Phước 7-4. Cầu ngoài sân. Một pha hất hơi mạnh đến từ Vũ Minh. Điểm cho Hiệp Quyết 5-7. Khoảng cách vẫn là 2 điểm. Đập cầu liên tục đến từ Đình Quyết. Và thủ cầu ra ngoài đến từ Xuân Phước. Trả cầu rất khó. Đình Hiệp phát cầu hơi cao, tạo điều kiện thuận lợi cho Xuân Phước trả cầu vào góc xa. Điểm cho Minh Phước. Duy ơi, trọng tài bỏ tay ra, đừng để thế chẳng nhìn thấy gì. Điểm của sao huấn thì khác gì? Điểm 9-6. Một pha chém cầu đến từ Vũ Minh. Lên cao rồi. Phản công cho Minh Phước. Tiếp tục là phản công. Như vậy là cầu đánh cầu ngoài sân đến từ Đình Hiệp. Điểm cho Minh Phước 10-6. Trọng tài ơi, trọng tài đừng để tay thế, lấp hết điểm. Trọng tài bỏ tay ra, để ở. Thủ cầu ra ngoài đến từ Xuân Phước. Điểm cho Hiệp Quyết 7-10. Giao cầu hơi mạnh đến từ Đình Quyết về vị trí của Vũ Minh. Cơ hội. Đình Quyết không bỏ lỡ cơ hội. Điểm cho Hiệp Quyết 8-11. Quý vị và các bạn đang theo dõi trận kèo gồm cả cầu rồi nước rồi cả tiền nữa giữa hai cặp đôi Hiệp Quyết phía gần màn hình, phía màn hình các bạn, và phía xa là Minh Phước. Phước mặc áo đen, Minh mặc áo xanh. Phía gần màn hình là Hiệp mặc áo xanh và Quyết mặc áo vàng.
một pha về trái tay trên lưới tốt đến từ Vũ Minh. 13-9. Đập cầu luôn đến từ Xuân Phước. Phản cầu lại khó rồi. Điểm cho hiệp quyết 10-13. Thủ cầu ra ngoài. Một pha đập cầu rất nhanh đến từ Vũ Minh. 14-10. Vẫn lên. Đập cầu đến từ Đinh Quyết. Chém cao rồi. Vẫn lên được. Phản công không? Phản công cho cặp đôi Minh Phước không? Vẫn chưa có điểm. Một pha tì cầu ngang rất nhanh đến từ Đinh Hiệp về vị trí của Vũ Minh. Vũ Minh đã không thủ được. 11-14. Lém gạch đến từ Vũ Minh vào vị trí của Đinh Hiệp. 15-11. Tiếp tục là đánh cầu không qua lưới, một pha ngon ăn. Đình Hiệp đã bỏ lỡ. Như vậy là hai cặp đôi đã đổi sân. Đánh xét ba chạm 31. 16 điểm đổi sân. Như vậy là lợi thế đang thuộc về cặp đôi Minh Phước. Cặp đôi Hiệp Quyết là một hai cặp đôi công rất tốt ở sân cầu lông tổ 14. Mà cặp đôi Phước Minh cũng không kém. Đặc biệt trong đó có tay vợt ở Vũ Minh là nổi trội hơn hẳn. Một tay vợt trẻ sinh năm 97. 17-11 cho Minh Phước. Xuân Phước vừa đánh cầu không qua lưới. Điểm cho Hiệp Quyết 12-17. Pha chớp cầu nhanh đến từ Vũ Minh sau khi Đình Hiệp thủ lon cầu. Mười chín mười hai. Trận này cảm giác phong độ của Đình Hiệp chưa được tốt lắm. Rất mạnh đến từ Đinh Hiệp. Một pha lã Đại Bác. 13-19. Tiếp tục là lã. Tốt. Liên tục là những cú lã Đại Bác đến từ Đinh Hiệp. Và kết thúc vừa rồi là Đinh Quyết. Một pha cầu nhanh. Vẫn lên được. Vẫn lên. Một pha có phần may mắn cho cặp đôi Hiệp Quyết. Một pha tạch cầu. 15-19. Ô. Một pha thủ kỹ thuật. Tốt. Rất nhanh đến từ Đình Hiệp. Điểm cho Hiệp Quyết 16-19. Vừa rồi là một pha phát cầu nhanh. Phát cầu cao. Cao sâu đến từ Đình Quyết về vị trí của Vũ Minh. Lỗ lã Đại Bác. Liên tục không đập.
Cầu ngoài sân. Như vậy là Xuân Phước đã phong cầu ra ngoài. Điểm cho Hiệp Quyết 17-19. Chém cầu đến từ Vũ Minh. Chém cầu đến từ Vũ Minh. Vậy là thủ cầu ra ngoài đến từ Đình Hiệp. Sau cú chém là một cú đập, Đình Hiệp đã thủ cầu ra ngoài. 20-17, khoảng cách là 3 điểm. Chém cầu đến từ Đình Hiệp, lỗ không. Phản công cho cặp đôi Minh Phước. Tiếp tục là một pha đập cầu tốt đến từ vị trí của Xuân Phước. Vừa rồi là Xuân Phước đập vào vị trí của Đinh Hiệp. Đinh Hiệp đã thủ cầu lỗi. 21-17. Phản công. Phản công. Một pha lên cầu lon đến từ Xuân Phước. Mười tám hai mốt. Vẫn thủ được đến từ Đinh Nhật. Cuối cùng thì Đình Quyết đã không thủ được rồi. Điểm cho Minh Phước 22-18. Tốt. Một pha đập dọc dây đến từ Vũ Minh. 23-18. Khoảng cách đã là 5 điểm. Vẫn thủ được đến từ Minh Phước. Đại Bác. Liên tục là một pha liên hoàn cước đến từ Đình Hiệp và Đình Quyết vào vị trí của Xuân Phước. 19-23. Liên tục là những cú sú smart rất mạnh. Xuân Phước vừa thủ cầu ra ngoài. Điểm 20-23. Quý vị và các bạn đang theo dõi trận kèo cả cầu, cả nước và cả tiền giữa hai cặp đôi Minh Phước và Hiệp Phước, Hiệp Quyết. Điểm 24-20. Thủ cầu. Thủ cầu ra ngoài đến từ Vũ Minh. Pha đập cầu tốt đến từ Đình Quyết. Đình Hiệp phát cầu. Phát cầu cao. Xuân Phước đập cầu không qua lưới. Điểm cho Hiệp Quyết 22-24. Một pha đập cầu tốt đến từ Vũ Minh. Như vậy là bên nào cũng đập cầu cũng tốt. Trả cầu không qua lưới đến từ Đình Quyết. 26-22. Thôi, một pha gạt cầu nhanh đến từ Đình Hiệp. 23-26.
non rồi. Vẫn may là vẫn thủ được đến từ Đình Quyết. Tốt rồi. Và cầu tốt đến từ Đình Hiệp. Và tì cầu trên lưới nhanh vào vị trí của Xuân Phước. Kéo là ra ngoài. Công cầu rất mạo hiểm. Không được. Một pha đánh cầu kéo lưới chéo sân không thành công đến từ Vũ Minh. 25-26. Lên. Tiếp tục là đập. Đập cầu ra ngoài. Một điểm nữa là san bằng tỷ số nhưng rất tiếc cho cặp đôi Hiệp Quyết. Đình Quyết đã đập cầu ra ngoài. 27-25. Ai chưa đánh thì đánh thôi. Khoảng cách đang là 2 điểm. Chơi rồi, một pha nhỡ cầu đến từ Xuân Phước. Một pha tận cơ dụng tốt, tận dụng cơ hội tốt đến từ Đình Hiệp. 26-27. Đình Hiệp phát cầu. 26-27. Cầu lên cao, rất cao. Đình Quyết đã không thủ được quả đập vừa rồi đến từ Vũ Minh. 26-28-26. Kịp không? Không kịp rồi. Một pha đẩy cầu chéo sân cuối sân. 29-26. Nhảy đập. Rất tốt. Đình Hiệp đã tì cầu là gần như là chết. 27-29. Không qua. 30-27. Điểm số quyết định cho cặp đôi Minh Phước. Không qua. Như vậy là kết thúc. Minh Phước đã chiến thắng Hiệp Quyết 31-27. Xin em lại quý vị các